Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 82 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đây là kim châm thần phong do kim khí biến thành, cực kỳ lợi hại. Phần đuôi của chúng có thể bắn ra đoạt mệnh kim châm, chuyên phá cương khí, pháp bảo cấp bậc linh khí đều không thể ngăn cản được, nhất là nếu như tụi nó đánh lén thì có thể đánh tan phòng hộ và giết chết một cao thủ không có bảo khí phòng hộ. Nhất định phải cẩn thận đừng để bị chúng phải đoạt mệnh kim châm, nếu không, một khi nó chui vào trong người thì sẽ phá hư não hải, làm mất hết toàn bộ thần thông. Diêm nhìn thấy đám mây màu vàng kim chẳng chịt tạo thành bởi ngàn vạn con ong vàng thì liền cảnh cáo Phương Hàn, ngàn vạn lần không được để những con ong này đến gần người. Phương Hàn tự nhiên không dám chậm trễ, hắn biết rõ ở ngũ hành địa thần bí này, hết thầy mọi thứ đều vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ chết ngay lập tức. Vừa rồi thì có thiên ma vương tự bạo, đằng xa, vạn con hỏa nha, lần sau lại nguy hiểm hơn so với lần trước. Hắn mặc dù có lực lượng cường đại, lại có đạo khí hộ thân thì sợ là vẫn không thể chống đỡ nổi vô tận công kích này. Hơn nữa hắn hiện tại không có pháp bảo phòng ngự nào cường đại cả. Huyết Giả Vương tuy có lực sát thương cường đại nhưng phòng ngự lại không tốt lắm, về phần Hoàng tuyển đổ đối với ma đạo, oan hồn, quỷ vật có tác dụng khắc chế rất lớn nhưng đối với dùng phi kiếm chân chính chém giết, công kích của thần thông thì tuy có thể phòng thủ nhưng không thể đạt tới vạn pháp bất xâm được. Ngược lại Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc lại là một kiện pháp bảo phòng hộ cực kỳ xuất sắc, Tinh Vân Bảo Bảo đứng ở phía sau Phương Hàn khẽ nâng tay lên, một mảng tinh quang hình cầu xuất hiện, bao trùm toàn bộ mọi người ở bên trong. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh, khi Tinh Vân Bảo Bảo vừa xuất ra tinh quang bảo vệ thì một đám kim chân thần phong đột nhiên ra tốc, tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần tốc độ vừa rồi, cơ hồ gấp 2 3 lần vận tốc âm thanh. Chưa được nửa cái chớp mắt thì đã đánh lên đỉnh đầu của bọn họ. Tiếp đó vô số tiếng phốc vang lên, vô số kim châm từ đuôi của ong vàng phóng ra đập lên tinh quang những kim châm kia mỏng như lông châu nhưng lại ẩn chứa lực xuyên thấu cường đại thoáng cái đã đánh cho quang cháo của nhật nguyệt ngũ tinh trạc rung động mãnh liệt có một vài kim châm còn thoát xuyên quang tinh quang xuất hiện bên trong lòng sáng có điều tinh quang rất dày bên trong ẩn chứa một luồng tinh thần lực không ngừng chấn động đánh cho những kim châm kia nát bấy biến thành nguyên khí kim hệ thuần túy thật là lợi hại nếu như nhật nguyệt ngũ tinh trạc này yếu một chút thì kim châm có lẽ đã có thể xuyên qua mà hiện giờ chúng ta đã bị bắn chết rồi tinh vân bảo bảo mặt vàng như đất Y phục trên người hắn tuy cũng là một kiện bảo khí nhưng không thể ngăn cản nổi nhiều đoạt mệnh kim châm công kích cùng một lúc như vậy. Cho dù ngăn cản được luồng thứ nhất thì còn có lượt thứ hai, thứ ba liên tiếp đánh xuống, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị bắn chết. Phương Hàn cũng thầm kinh hãi, không dám chậm trễ, vạn nhất đám thần phong này đánh tan quang cháo thì cũng không còn vật gì có thể ngăn cản được chúng. Đoạt mệnh kim châm này không phải như phi châm của ma đạo, số lượng rất nhiều, bất luận là cao thủ ma đạo hay tiên đạo đều không có khả năng xuất ra một lượng lớn kim châm như vậy. Bạch Đế Kim Hoàng chạm. Ngay lúc hắn vừa hô lên, từ trong miệng hắn một luồng kim quang bắn ra, hình thành một đạo kiếm quang, nháy mắt cắt nát hết toàn bộ kim trầm, vô số nguyên khí kim hệ bị hút vào trong đó, sau đó kiếm quang lại bay ra ngoài, giống như cá bơi trong nước, không ngừng luồn lách, đảo quanh, chém giết đàn thần phong. Lập tức mấy ngàn thần phong liền bị chém giết, hóa thành một luồng kim khí mỹ lệ bị kim hoàng cương khí của Phương Hàn hấp thu hết, cương khí của hắn dường như sáng lên một chút. Đúng lúc này, càng nhiều thần phong bay tới, đột nhiên nhưng tụ lại cùng một chỗ vô số ánh vàng kim hợp lại với nhau tạo thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim thanh kiếm khổng lồ mạnh mẽ chém xuống ngăn cản bạch đế kim hoàng trảm của phương hàn Gì vậy những thần phong này lại có thể hợp lại thành cự kiếm đồng thời đánh xuống thật là lợi hại phương hàn hơi dưỡng sơ thần thông trong đầu không ngừng vận chuyển một luồng hỏa diễm phun ra hắn thi triển hết tất cả các loại thần thông hỏa hệ của bản thân hỏa khắc kim hắn dùng hỏa để thiêu đốt mà thần phong này là do kim khí hóa thành chắc hẳn có thể tạo nên hiệu quả kỳ diệu. Nào người Chu Tức Vũ vừa xuất hiện, tiếng hót chim phượng hoàng vang lên, hai đạo thần thông hỏa hệ nối đuôi nhau bay ra, hỏa diễn tràn ngập bầu trời nhưng không ngờ đám thần phong kia cũng không chút sợ hãi, những tia thần phong rậm rạp, chẳng chịt không ngừng bay tới bay lui trong đám lửa, đuôi không ngừng bắn ra các kim trầm. Chỉ có Xích Đế Hỏa Hoàng, đại nhật hỏa tai mới có thể hòa tan một ít thần phong. Thần phong lợi hại như vậy nếu như có thể bắt về, rồi rèn luyện bọn chúng nghe lời của mình thì một khi luyện thành không phải vô địch thiên hà sao? Phương Hàn thầm nghĩ trong đầu, có chút giật mình, bất quá đám thần phong này cũng không phải pháp bảo mà là những sinh linh sống sờ sờ, muốn luyện hóa hoàn toàn nhất định phải dùng thêm một số thần thông quỷ bí nữa, nhưng lại không nhất định có thể luyện hóa được, khiến chúng triệt để nghe mệnh lệnh của mình. Ngay cả hỏa diễn của cao thủ Kim Đan cảnh cũng không thể đốt cháy được bọn chúng, nếu mang tới Đại Huyền Đế quốc mà bán đấu giá thì giá một con sợ cũng là giá trên trời. Hiện tại ngươi biến thành nguyên khí hệ kim thay ta ngưng tụ ra kim hoàng trảm đi. Tay trái Phương Hàn lại vung lên một lần nữa, che kín bầu trời, phối hợp với kim hoàng trảm thì lập tức đánh nát cả ngàn thần phong, ngưng tụ thành một thanh kiếm mỹ lệ, sau đó bị Bạch Đế hấp thu hết. Bầy ong này tuy rất lợi hại nhưng Phương Hàn có đạo khí bảo vệ, có huyết dạ vương với lực lượng mạnh mẽ, hung hăng chém giết thì quả thật là không phải sợ cái gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn hắn ra sức chém giết, Phương Hàn giờ như một mãnh hổ, từng đám từng đám thần phong bị giết chết, đại lượng nguyên khí bị Bạch Đế Kim Hoàng trảm mạnh mẽ hấp thu, không kém gì một lần nữa hấp thu tinh thạch thái bạch mỗi con thần phong này đều được kim khí cường đại dưỡng dục mà thành một đàn thần phong này không thua kém gì một khoáng mạch cả nếu như tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm khí chỉ sợ giết chết mấy ngàn con thần phong là có thể luyện thành nhưng mà lượng nguyên khí hệ kim mà bạch đế kim hoàng trảm cần vô cùng lớn như này vẫn chưa đủ nhưng phương hàn càng chém giết thì khí tức của bạch đế kim hoàng trảm càng cường đại hơn hơn nữa khí tức càng ngày càng nồng đậm cuối cùng tỏa ra một đạo cương khí màu bạch kim lập loài chói sáng nếu như người bình thường nhìn thấy ánh sáng này thì có lẽ lập tức sẽ bị ánh sáng mãnh liệt làm cho mù lòa. Có điều vẫn còn kém rất xa so với khi kim hoàng lột xác, diễn biến ra kim thần lôi. Nhưng mạch đế kim hoàng chạm càng ngày càng lớn mạnh làm cho tốc độ chém giết thần phong của Phương Hàn càng ngày càng nhanh, một đạo bạch quang lóe lên liền giết chết cả trăm, cả ngàn con thần phong. Trong khi kim hoàng cương khí không ngừng cường đại thì Phương Hàn cũng cảm giác được tốc độ của kiếm khí càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng lại sinh ra hiệu ứng giống như thuần sát đại pháp, ý niệm vừa động kiếm khi đã chém đôi đàn thần phong ra làm hai nửa. Cũng không biết trải qua bao lâu, một canh giờ, hai canh giờ. Mấy lần hắn cảm giác được pháp lực bản thân đã tiêu hao hết, bất quá cậy vào cây thế giới không ngừng cung cấp đại lượng linh khí tiên giới nên vẫn có thể kiên trì được. Đột nhiên Phương Hàn cảm thấy người rất thoải mái, thần châm chẳng chịt đánh lên quang cháo cũng không còn nữa. Hắn ngẳng đầu lên xem xét thì mới nhận ra là đàn thần phong đã bị hắn giết hết, không còn một con nào. Bạch đế kim hoàng trảm đã mạnh gấp đôi so với trước kia, hiện tại uy lực cơ hồ có thể vượt qua phi kiếm tuyệt phẩm bảo khí như quỷ xá kiếm, bích huyết diệt hồn kiếm. Lần này thật sự là cần phải nghỉ ngơi rồi, chúng ta xuống dưới mặt đất thôi. Thu liễm khí tức lại. Phương Hàn dùng hải thận khí công thu liễm khí tức hạ xuống dưới, nhưng vòng bảo vệ vẫn duy trì như cũ, không có triệt thoái, sợ lại bị vây công. Hắn thấy ngũ hành điện này thật sự quá hiểm ác, không để cho người ta cơ hội để thở lấy hơi nữa. Nàng ngờ rằng vừa hạ xuống mặt đất, mặt đất đột nhiên phun lên rất nhiều nước suối, thoáng cái đã ngưng kết thành trăm ngàn con quái ngư, phát ra những âm thanh the thế, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, giữ tận lao về phía phương hàn cắn xé. Quái ngư còn bắn ra thủy tiễn, thậm chí còn có quái ngư phun ra một quả cầu nước thật lớn, đánh mạnh lên quang cháo rồi phát nổ mạnh mẽ. Lại nữa rồi, đây là do thủy tinh khí ngưng kết tạo thành ngư tinh, chỉ có thể giết hết toàn bộ thôi. Diêm than một tiếng, phương hàn trầm mặc không nói lời nào, giống như muốn tiết kiệm tất cả tinh khí thần, giữ vững tinh thần, phóng xuất ra hắc đế thủy hoàng quyền, các loại thần thông lại được thi triển ra một lần nữa, giả thiên ma thủ đánh ra khắp nơi, trục loạn cả lên. Lần này đối phó với đám ngư tinh do thủy tinh khí ngưng kết thành có vẻ dễ dàng hơn một chút. Chỉ có mỗi thủy lôi của bọn chúng là có phần hơi lợi hại một chút. Một đám quái ngư bị giả thiên ma thủ chụp chúng phát nổ, hóa thành hơi nước tinh thuần, tiến nhập vào trong hắc đế thủy hoàng quyền. Những đoàn thủy lôi kia cũng bị nhật nguyệt ngũ tinh trạc chặn đứng hết. Nếu như không phải đánh bại được quỷ đế, đoạt được giả thiên ma thủ của hắn thì đối phó với đám quái thú ở ngũ hành điện này cũng sẽ rất gian nan. Phương Hàn cũng không biết đã giết được bao nhiêu quái ngư do thủy tinh khí ngưng tụ thành, nhưng mà dòng nước từ dưới mặt đất phun lên vẫn cuồn cuộn không dứt. Huyết Giả Vương thoạt nhìn đã có chút mệt mỏi, mà tinh quang của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cũng có chút mờ nhạt đi. Thấy tình huống như vậy, Phương Hàn liên tục phát ra pháp lực quán chú lên bản thể của ma đao huyết thương khung của Huyết Giả Vương, đồng thời cũng chuyển pháp lực vào trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc. Hai kiện đạo khí này tuy lợi hại, nhưng cũng không thể có nguồn lực lượng cường đại, cuồn cuộn mãi không hết, phải chiến đấu mãnh liệt trong thời gian dài cũng sẽ rất mỏi mệt, dần mất đi linh hiệu của bản thân, phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể khôi phục được. Đương nhiên, nếu như quán chú pháp lực vào trong bản thể của bọn chúng thì có thể giúp cho bọn chúng sinh lòng hoạt hổ trở lại. Cây thế giới ở Mỹ tâm Phương Hàn hấp thu đại lượng linh khí tiên giới rồi truyền vào trong hai não hải của Phương Hàn, xoay chuyển một vòng thì đã chuyển hóa thành pháp lực rồi. Sau đó những pháp lực này hoặc được dùng để phát động thần thông của bản thân, hoặc được quán trú vào trong hai kiện đạo khí, giúp chúng bảo trì lực lượng cường đại của mình. Vốn cây thế giới cũng có dư lượng lớn nguyên khí tiên giới, mỗi ngày có thể luyện chế thành 3 vạn 6 nghìn viên nguyên anh đan, nhưng hiện tại toàn bộ lượng nguyên khí tiên giới khổng lồ này đã bị chuyển hóa thành pháp lực hết rồi. Trận chiến kéo dài hơn nửa ngày cũng không còn dư chút nào để luyện chế nguyên anh đan. Thật là mạnh mẽ. Chiến đấu lâu như vậy mà pháp lực vẫn cuồn cuộn không dứt, cho dù hắn có pháp tinh ngọc thạch thì tiêu hao bao nhiêu mới đủ đây. Tinh thiền khiếp sợ khi chứng kiến pháp lực của Phương Hàn cuồn cuộn không dứt như vậy. Hiện tại cho dù là một cao thủ kim đan cảnh cũng sợ là đã tiêu hao hết pháp lực vì mệt quá mà chết đi. Hắc đế thủy hoàng cương khí chảy trong người phương hàn phát ra những âm thanh giống như tiếng nước từ trên thác cao vạn trượng đổ xuống, lại giống như sông lớn cuồn cuộn chảy, lực lượng chớp mắt tăng vọt. Hắn hoài nghi nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thần thông này sẽ đạt tới đại viên mãn, đạt tới cảnh giới sinh ra thủy thần. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì ta sợ là ta cũng không thể tiếp thụ nổi. Giết chết một đám quái ngư từ dòng nước ngầm dưới lòng đất phun ra, Phương Hàn thở ra một hơi. Nếu như không phải có cây thế giới không ngừng cung cấp linh khí tiên giới để chuyển hóa thành pháp lực thì cho dù trên người hắn có được 55 loại thần thông cũng sớm như đèn cạn dầu, bị ngàn vạn con quái vật vây công giết chết. Mạnh Thiểu Bạch cũng đã đi qua ngũ hành điện này nên ngũ hành tinh khí của hắn mới có thể đạt đến cảnh giới viên mãn như vậy. Cũng khó trách kiếm thuật của hắn lại tinh diệu như vậy, ở trong này ma luyện, chỉ cần không chết thì sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ tăng tiến vượt bậc. Diêm cũng bị những đoàn quái vật dồn dập kéo tới làm cho váng đầu, hoa mắt chúng ta có ba kiện đạo khí, lại có nguồn nguyên khí cung cấp liên tục mà còn mệt mỏi như vậy, không ngờ Mạnh Thiểu Bạch lại có thể sống sót ra khỏi ngũ hành địa này. Hắn thật là khủng bố. Huyết Dạ Vương cũng có chút sợ hãi, hắn mặc dù là một kiện đạo khí nhưng khi bị vây công trùng trùng điệp điệp không rất như vậy, mặc dù bản thể không đến mức bị phá hư, nhưng mà sẽ vì linh khí tiêu hao hết mà lâm vào trạng thái ngủ say. Phương Hàn trầm tư một chút, đồng thời khôi phục tinh lực của mình. Mặc dù hắn có pháp lực cuồn cuộn không bao giờ hết, nhưng thân thể hắn vẫn là huyết nhục thân thể bình thường hiện tại toàn thân hắn đau nhức vô cùng vội vàng vận dụng bàn võ đại lực thần thông để điều tiết thân thể dùng pháp lực làm dịu các khiếu huyệt cơ bắp giống như được mát xoa vậy giảm bớt sự mệt nhọc của cơ thể thần thông bàn võ đại lực rất toàn diện trong đó có rất nhiều tiểu bí quyết rất hữu dụng khi sinh tử chiến ngay đầu năm đó môn nhân của bàn võ tiên tôn cùng với ngoại vực thiên ma chiến đấu một tháng trời mà cũng không mệt mỏi tin này truyền ra ngoài đã khiến cho người ngoài kinh sợ không thôi lại có quái vật tới Tinh vân bảo bảo quát to một tiếng, đánh thức Phương Hàn. Quả nhiên từ đường chân trời phía xa xa liên tiếp truyền đến những tiếng hét chói tai, vô số nhân ảnh xuất hiện. Những bóng người này đều có thân cao bằng 6-7 lần người bình thường, là người khổng lồ. Phương Hàn vừa nhìn thì đã thấy những cự nhân này toàn thân trần chuồng, có những đường nét hoa văn màu gỗ, lại là một đám một cự nhân, ngàn vạn tên là một đội quân khổng lồ. Những tên một cự nhân này mạnh mẽ nhảy lên, một cái nhảy thật cao, giống như một cánh chim to lớn tung cánh bay lên trời vậy khi rơi xuống mặt đất thì tạo ra chấn động kịch liệt những âm thanh mạnh mẽ vang dội những mục cự nhân này cầm trong tay những binh khí bằng gỗ như mục phủ mục đao mộc thương mộc xiên những đôi mắt màu bích lục lóng lánh hung tàn thô bạo thấy phương hàn thì giống như mũi thấy máu tươi hùng hổ lao đến một mục cự nhân cao lớn đi trước nhất cầm trong tay một cây mộc thương phóng đi để lại đạo đạo tàn ảnh nối tiếp nhau trên thân tỏa ra một loại sát lục khí hệ mục thoáng cái đã bao trùm lấy thân thể của phương hàn lần này lại là quái vật do nguyên khí hệ mộc tạo thành sao đáng tiếc là thanh đế mộc hoàng công của ta đã đạt đến đại viên mãn bất quá giết chết những cự nhân này cũng hấp thu thêm được một ít nguyên khí tăng uy lực của mộc hoàng cương khí sau này có thể dùng nó để đề cao linh dược thấy những mộc cự nhân này phương hàn đương nhiên là không bỏ qua mộc hoàng cương khí của bản thân càng cường đại thì sau này sẽ giúp ích được rất nhiều giả thiên ma thủ thoáng đẩy tay ra một cái chặn lại thương ảnh của mộc cự nhân sau đó chụp lên người hắn đánh tan hắn thành bột mịn, hóa thành một luồng mộc nguyên khí rồi bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Khi Tà Thiên Ma Thủ và Ma Đa Huyết Thương Khung lao ra giết chóc thì liền có mấy trăm đầu mộc cự nhân bị chém chết, tất cả đều biến thành nguyên khí mộc hệ. Lúc này Tinh Vân Bảo Bảo cũng xuất thủ, vận dụng cương khí của bản thân đánh ra, phối hợp với Phương Hàn chém giết mộc cự nhân. Mỗi khi giết chết một đầu mộc cự nhân, hắn cũng hấp thu nguyên khí mộc hệ của chúng, ngưng hóa bọn chúng thành một hạt châu, thu vào trong túi. Thần thông của Tinh Vân Bảo Bảo gọi là Vị Lai Tinh Tú Đại Pháp, là một loại thần thông vô thượng, cũng là thần thông trấn phái của quần tinh môn. Hiện tại hắn đã tu luyện tới cương khí cảnh, chỉ là chưa thể đột phá được tầng thứ tư âm dương cảnh, làm cho cương khí lột xác, có được linh tính. Nhưng trong mấy lượt giết chóc vừa rồi, dưới áp lực khổng lồ, hắn tự hồ đã có chút lĩnh ngộ. Mỗi một mộc cự nhân đều có lực lượng vô cùng to lớn, hơn nữa vũ khí lại vô cùng tinh kỳ, trong khi giết chóc phương hàn phát hiện ra bọn chúng thi triển hơn 10 loại vũ khí hiếm thấy. Vô luận là thương thuật, đao thuật đều ngoài sức tưởng tượng của hắn, vô cùng thực dụng. Mỗi một loại vũ khí này nếu như truyền vào thế tục đều có thể trở thành tuyệt học gia truyền của vô số thế gia, đại gia tộc. Những mục cự nhân này hiển nhiên là do nguyên khí mộc hệ biến thành, nhưng làm sao lại có được võ nghệ tinh xảo như vậy? Phương Hàn vừa chém giết vừa ghi nhớ những võ học mà các cự nhân này thi triển. Atimon thôn phệ nhân gian. Đúng lúc này, Diêm đã xuất thủ, hắn vừa ra tay thì đã làm ra chấn động kinh thiên động địa. Hoàng Tuyền đầu bay lên thiên không. Atimon mở ra một luồng ma khí phô thiên cái địa bao trùm xuống bên dưới mỗi một tia ma khí quấn quanh một thân thể một cự nhân thì tên đó liền bị chết sau đó bị hút vào trong cánh cửa thần bí đó đại quân chừng mấy chục vạn một cự nhân chỉ thoáng chốc đã mất hết một vạn những một cự nhân này tuy lợi hại nhưng lại không thể là đối thủ của diêm và phương hàn trong nháy mắt đại quân đông đảo đã bị tàn sát thảm liệt người từ bên ngoài đến không ngờ lại dám tàn sát binh lính của ta chịu chết đi phương hàn đang chén giết hang say thì đột nhiên một cự nhân đang điên cuồng xông tối lại như thủy triều rút đi trước mặt hắn hiện ra một tiểu mộc nhân lớn cỡ một người bình thường nhưng khí thức của tiểu mộc nhân này lại không tầm thường chút nào mạnh mẽ hung hãn cuồn cuộn không dứt hơn nữa trên đỉnh đầu hắn lại có một cái vương miện làm bằng gỗ tay cầm một thanh mộc đao màu xanh trên mặt ẩn ẩn có những trận phủ gương mặt uy nghiêm đường nét như một trung niên nhân lại có thể mở miệng nói chuyện hiển nhiên có trí tuệ cao thâm. đánh trước nói sau Phương Hàn cũng không thèm nói chuyện với quái vật này, đánh ra giả thiên ma thủ trực tiếp đánh lên người tiểu mộc nhân, muốn đánh chết hắn. Hắn nhận ra trên người mộc vương này ẩn chứa lượng nguyên khí mộc hệ vô cùng nồng đậm, thậm chí còn nhiều hơn của thanh long bồ dương mộc trong đại hội đấu giá. Nếu như hắn bắt được thì lại có thêm một kiện bảo bối. Muốn chết. Mộc thân chảm tướng đao. Mộc vương này quát lớn một tiếng, quanh thân thể hắn lại tả ra một tầng cương khí màu xanh nhàn nhạt, nhạt, trường đao trong tay tỏa ra tinh quang sáng chói, thân thể rung động, thoáng cái đã tránh thoát được già thiên ma thủ, vọt lên trên đỉnh đầu của Phương Hàn, trường đao bổ xuống đầu của Phương Hàn. Phương Hàn sừng sốt một chút, hắn thật không ngờ là Mục Vương này lại lợi hại như vậy, có thực lực đối chọi với một ít chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, có thể so sánh với cao thủ tầng thứ 4 thần thông bí cảnh, nhiều điển. Nếu như một chọi một, không dùng pháp bảo thì cao thủ thiên nhân cảnh cũng không thể thu thập được hắn. Nhưng gặp phải Phương Hàn thì chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Huyết giả vương đột nhiên gào lên, một đao chém ra đón lấy hắn. Chén đất trường đao của Mộc Vương sau đó cắt đứt thân thể hắn ra làm hai phần. Mộc Vương phát ra tiếng kêu thiên lương nức nở, nghẹn ngào, một luồng nguyên khí mộc hệ khổng lồ tiến nhập vào trong người Phương Hàn, uy lực của thanh đế Mộc Hoàng công lại tăng lên một lần nữa. Phương Hàn há miệng, mạnh mẽ chỉ lên trời phun ra một hơi, thét to. Phong vân biến sắc. Từ trong miệng hắn, Mộc Hoàng thanh đế bay ra ngoài, bay lên bầu trời, lập tức biến thành một đám mây màu xanh nồng đậm, bên trong ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, bao trùm ấp mộc thần lôi là những hạt mưa đá nặng nề rơi xuống. ấp mộc thần lôi lớn cỡ nắm tay, từng đoàn lóng lánh hiện ra với những lăng hình không có quy tắc, tựa như một trận mưa đá vậy. từ trên bầu trời nặng nề rơi xuống, đụng vào bất cứ vật gì thì liền phát nổ. lập tức trong lúc đó, có vô số một cự nhân bị nổ chết, biến thành nguyên khí mộc hệ bay lên trời tiến nhập vào trong đám mây màu xanh kia, đồng thời theo mưa đá rơi xuống đất, ấp mộc thần lôi càng ngày càng nhiều. lúc này Thần thông ngũ đế đại ma mới hiển lộ ra uy lực chân chính của nó, cũng không có yếu như trước kia. Tinh Vân Bảo Bảo nhìn thấy Phương Hàn đại phát thần uy, trong nháy mắt đã giết chết toàn bộ một cự nhân thì há hốc mồm, không ngậm lại được. Sau khi tất cả một cự nhân đã bị giết chết, đám mây một hoàng cương khí ở trên trời đã bao trùm phương viên 50 mẫu, không biết dày đến mức nào. Cơ hồ là người tu đạo cũng có thể cảm nhận được lực lượng mang tính hủy diệt vô cùng khủng bố ẩn chứa ở trong đó, đồng thời còn ẩn chứa một luồng sinh cơ nồng đậm khiến cho vạn vật sinh trưởng. Hiện tại uy lực của Thanh Đế Mộc Hoàng Công đã vượt qua Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, diêm cảm thán nói sau này mỗi khi cảnh giới của ngươi tăng lên thì uy lực của nó cũng sẽ tiếp tục gia tăng đáng tiếc là bốn môn thần thông kia vẫn còn kém rất nhiều còn rất lâu mới có thể đạt đến trình độ này chúng ta còn cần phải giết thật nhiều quái vật do nguyên khí ngũ hành hóa thành cảm nhận được uy lực của thần thông ngũ đế đại ma làm cho ta cảm thấy thật sảng khoái phương hàn lại vận dụng bàn vũ đại lực thần thông khôi phục lại sự mệt nhọc tinh thần cũng trở nên vô cùng phấn khởi quyết tâm muốn giết thật nhiều quái vật do nguyên khí ngũ hành ngưng kết thành chúng ta đi khắp nơi xem rốt cuộc thì ngũ hành địa này có bao nhiêu nguy hiểm? trong lúc nói chuyện, phương Hàn đã bay lên hướng vào khu vực sâu trong ngũ hành địa mà lao đi. Tinh Vân Bảo Bảo cũng hoan hô một tiếng, vội vàng bay theo. Lúc này bọn họ đã cách xa ngọn núi có khắc bảy chữ hiểm càng ngày càng xa. mấy người phương Hàn vừa mới bay được một ngàn dặm thì lại cảm nhận được một mùi bùn đất nồng đậm bốc lên, lập tức biết được là lại có quái vật do thổ nguyên nhưng kết thành. lập tức bày trận chuẩn bị đối đầu với địch nhân. quả nhiên mặt đất dưới chân đột nhiên rung động sau đó hàng ngàn đằng xà lao lên cắn tới Phương Hàn. Phương Hàn lần lượt xuất ra giả thiên ma thủ, ma đao huyết thương khung và ất mộc thần lôi, nhất là ất mộc thần lôi, chuyên để khắc chế các loại quái vật hệ thổ. Trong ngũ hành thì mộc khắc thổ. Trên bầu trời, mây xanh cuồn cuộn, tạo ra một trận mưa đá trầm trọng, mạnh mẽ đánh xuống dưới. Ngàn vạn con đằng xà lao lên bị giết chết hết phần nửa. Toàn bộ đều hóa thành một luồng nguyên khí thổ hệ tinh thuần, sau đó bị hoàng đế thổ hoàng đạo hấp thu. Trên đường đi, Phương Hàn không ngừng đi tới trước, Đi sâu vào trong Ngũ Hành Điện, một đường giết chóc mà đi, cơ hồ không chút ngừng nghỉ, đụng phải đủ loại quái vật do ngũ hành nguyên khí hóa thành quái vật, ngoại trừ Hỏa Nha, Kim Phong, Mộc Nhân, Thủy Ngư, đằng xạ ra còn có đồng thiết thú, thổ dân khổng lồ, hỏa tinh linh, thậm chí còn có những con sứa khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Càng đi sâu vào trong Ngũ Hành Điện, càng có nhiều quái vật cường đại, mọi người cũng phải cố gắng hết sức mới có thể giết được bọn chúng. Nhưng thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn cũng càng ngày càng hùng hậu, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ. Tự hồ đã đạt đến trạng thái bão hỏa, có dấu hiệu đã đạt tới cực hạn, có điều ngoại trừ Thanh Đế Mộc Hoàng công gia, các loại thần thông khác cũng không có thui biến, xem ra còn cần phải tích xúc rất nhiều. Nếu như là các loại thần thông ngũ hành khác thì qua một đợt siết chốc này có lẽ đã sớm luyện thành, nhưng thần thông ngũ đế đại ma lại giống như một con cự thú thời vĩnh cổ không bao giờ no, có thể hấp thu được vô cùng vô tận nguyên khí ngũ hành. Phương Hàn đại ca, chúng ta đã vào trong ngũ hành địa được bao lâu rồi? Tinh Vân Bảo Bảo đánh ra một trường vào một con sứa khổng lồ đang lao về phía hắn, nhìn Phương Hàn đang hấp thu thủy tinh khí hỏi. Mấy con sứa này lớn cỡ một căn phòng nhỏ, lộ ra một gương mặt dữ tợn, mỗi một cái xúc tu của chúng đều có thể so với bảo khí, còn có thể bắn ra thủy tiễn với uy lực cực lớn. Đương nhiên, càng lợi hại hơn chính là mỗi khi có giãn có thể phóng ra trận trận thủy lôi tràn ngập thiên địa. Loại lực lượng này tương đương với cương khí của tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp tới đỉnh phong, còn lợi hại hơn cả Long Huyền càng lợi hại hơn chính là trong cơ thể có thể từ từ tích góp từng phần lực lượng vô cùng hùng hậu một khi thi triển ra thì pháp thuật có uy lực vượt xa các tu sĩ bình thường là một yêu thú hệ thủy đáng sợ ở trên biển rộng cũng vô cùng quý hiếm có thể nói nó là bá chủ của thủy hệ chúng ta đã vào đây được chừng 10 ngày rồi liên tục giết chóc 10 ngày ta cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này thì thần thông ngũ đế đại ma đều có thể đạt tới đại viên mãn có điều kỳ quái là trong thời gian 10 ngày này chúng ta không gặp phải một đầu thiên ma vương nào Dựa theo ý tứ trên ngọn núi kia ghi lại, thì ngũ hành địa phải có một lượng lớn Thiên Ma Vương mới đúng chứ. Phương Hàn có chút kỳ quái, nếu như 10 ngày thời gian này, trong quá trình giết chóc xuất hiện Thiên Ma Vương thì mọi chuyện cũng không thuận lợi như vậy. Thiên Ma Vương quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn có một chiêu tự bạo cuối cùng vô cùng phiền toái. Cho dù Phương Hàn có phương pháp khắc chế nhưng nếu như bọn chúng như ong vỡ tổ tràn lên thì cho dù là đạo khí cũng sẽ bị tổn thương. Ta cũng cảm giác có chút kỳ quái." Diêm nói, "Có điều trong suốt 10 ngày ở đây, chúng ta vẫn luôn đi sâu vào trong nhưng thủy chung vẫn không thể dò xét được suốt cuộc là có cái gì bí ẩn. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, chúng ta muốn đi ra ngoài thì phải đi sâu vào trong ngũ hành địa, nếu không, cứ ở mãi vòng ngoài này thì cả đời cũng không thể đi ra ngoài. Tiếp đến không biết sẽ xuất hiện yêu thú gì đây. Ta hoài nghi là nếu càng tiến sâu vào bên trong thì có thể gặp thánh vật của các hệ như chu tước, kim mô của hỏa hệ, huyền vũ của thủy hệ. Thần sắc phương hàn có chút trở mong. Nếu như ngũ hành địa có tồn tại các loại thánh vật cường đại thì nếu như Phương Hàn có thể đánh chết bọn chúng, hấp thu tinh khí của bọn họ thì có thể giúp cho thần thông ngũ đế đại ma đột phá. Sát phạt khí thật là cường đại. Đúng lúc này lại có yêu thú cường đại xuất hiện. Một tiếng hổ gầm trầm thấp từ đằng xa truyền tới, thanh âm nặng nề, làm cho người ta có một loại cảm giác không thoải mái, áp lực đè nén lồng ngực, phổi giống như bị hàng ngàn kim châm vào. Tinh Vân Bảo bảo hộc ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, vội vàng búng ngón tay, một luồng nguyên khí màu xanh và màu đen dũng mãnh tiến vào trong cơ thể tinh vân bảo bảo lưu chuyển một vòng trị liệu nội thương của hắn. luồng nguyên khí này bao gồm cả mục hoàng khí và thủy hoàng khí, thủy và mục kết hợp chính là thánh vật để trị thương. hiện tại phương hàn thi triển thần thông ngũ đế đại ma càng ngày càng thần thục, đây chính là bổn mạng thần thông của hắn, tiềm lực vô cùng to lớn. rốt cuộc là yêu thú gì? sao lại lợi hại như vậy? tiếng hổ giống làm cho phương hàn đề cao tinh thần, hắn cũng cảm giác được khí thế cường đại áp bước tới sự xuất hiện của yêu thú này tạo cho hắn áp lực không nhỏ hẳn thực lực không kém gì cao thủ tầng thứ bảy kim đan cảnh thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong 10 ngày liên tục chém giết hắn cũng chưa từng thấy qua yêu thú nào cường đại như vậy nếu như ở bên ngoài mà có một yêu thú cường đại như vậy thì sợ là đã có thể khai tông lập phái lập thành một tông ngang hàng với năm tông yêu đạo đường chân trời hiện ra một vòng sáng màu bạch kim hiện ra trong mắt phương hàn là một lão hổ toàn thân màu bạch kim lông hổ bạch kim dài phất phới theo gió tạo ra một uy lực mạnh mẽ Hổ trưởng hơi nhấn xuống, mặt đất dưới chân nó tựa hồ bị một lực lượng vô cùng lớn đè ép. Bạch hổ. Phương Hàn thoáng cái đã nhận ra đây là thánh vật do nguyên khí hệ kim ngưng kết thành, Bạch hổ. Lại là một con bạch hổ. Phương Hàn. Bạch hổ này chính là do vô số kim khí hội tụ lại, hòa hợp với thiên địa mà tạo thành, dần dần chuyển hóa từ yếu ớt thành mạnh mẽ, hóa ra một thần thú. Trong ba đại kiếm phái đan đỉnh, Thông Thiên, Nhật Nguyệt, bọn họ có vô số mỏ kim loại, cũng dùng trận pháp để ngưng kết kim khí nhưng vẫn không thể ngưng kết ra một con bạch hổ như thế này. Rốt cuộc ngũ hành điện này ẩn giấu cái gì mà lại có thể tạo thành một quái vật như thế này? Diêm sợ hãi than. Ở trong huyền hoàng đại thế giới, có những mạch khoáng khổng lồ tồn tại mấy chục vạn năm nhưng vẫn không thể ngưng kết ra thần thú như vậy. Bạch hổ này có thể so sánh với thần châu, để ngưng kết được nó thì khó gấp vạn lần các loài khác. Ngươi rất tốt, rất mạnh mẽ. Tiến vào ngũ hành địa 10 ngày mà vẫn không bị thương, cũng không lâm vào tình trạng kiệt sức, pháp lực lúc nào cũng cường thịnh, cuồn cuộn không dứt, thật sự ta không đoán được rốt cuộc ngươi có bao nhiêu pháp tinh ngọc thạch. Trước đây không lâu, cũng có một thiếu niên xông vào đây, tư chất và tu vi đều cao hơn ngươi một chút. Khi Phương Hàn đang chuẩn bị tinh thần đối địch, thì Bạch Hổ này lại cất tiếng nói, thanh âm già nua vô cùng, trong đó tự hồ còn ẩn chứa một loại ma lực kỳ quái, làm cho người không thể không tập trung lắng nghe lời hắn nói, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Phương Hàn biết rõ người mà Bạch Hổ này nói đến chính là Mạnh Tiểu Bạch, có điều khi nghe bạch hổ nói tư chất của mạnh thiểu bạch tốt hơn hắn thì không nhịn được mà nở một nụ cười bạch hổ ngươi ẩn chứa nguyên khí hệ kim thật nồng đậm nếu như ta giết được ngươi thì thần thông kim hệ của ta chắc hẳn có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn bạch hổ lắc đầu ngươi trẻ tuổi ngươi còn kém lắm chưa thể giết được ta đâu ta ở ngũ hành điện này không biết đã bao nhiêu năm rồi cũng đã đối đầu với rất nhiều người và thiên ma sông qua đây nhưng số người có thể sống sót ra khỏi đây rất ít về phần có thể giết chết ta thì chưa từng có ngươi giết chóc liên tục đã đánh thức ta dậy huyết nhục, pháp lực, pháp bảo trên người ngươi làm ta cảm thấy rất thú vị, nếu như có thể thôn phệ huyết nhục của ngươi, luyện hóa đạo khí của ngươi thì hẳn là ta sẽ thoát khỏi trói buộc của Kim Linh, có thể rời khỏi ngũ hành điện này, tiến ra thế giới bên ngoài, được tự do. Lần trước người trẻ tuổi kia thoát được khỏi tay ta, nhưng lần này ta sẽ không để vụt mất cơ hội một lần nữa. Người trẻ tuổi, ngươi ra tay đi, ta cho ngươi đánh trước một lần, để ngươi có một cơ hội, bằng không ngươi cũng không có chút cơ hội nào. Phương Hàn nhìn ra Bạch Hổ này là một cao thủ, thực lực cường đại, cho dù là cao thủ kim đan cảnh sợ là cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vì phương hàn cảm giác được chính mình khi gặp phải cao thủ kim đan cảnh vô luận là vạn la hay ba đạo tặc đều không cảm giác được áp lực to lớn như bạch hổ trước mặt. Hơn nữa pháp lực của hắn cũng cường đại hơn những người kia. Pháp lực của bạch hổ thậm chí có thể sánh ngang với pháp lực của hắn, là linh vật trời sinh. đương nhiên cường đại thế nào thì cũng không thể so sánh với quỷ đế. Cho nên hắn vẫn không chút kiên kỵ, tay trái chột ra một chảo, giả thiên ma thủ phóng ra, hắc diễm cuồn cuộn nổi lên đánh mạnh lên đầu bạch hổ. Nếu nó cứ đứng đó không làm gì, để ra thiên ma thủ chộp được thì cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng sẽ bị trọng thương, chỉ có thể tự bảo kim đan. Phương Hàn lại biết con bạch hổ này còn mạnh hơn cao thủ kim đan cảnh nữa, nhưng lại không có kim đan để tự bạo, không có được một thủ đoạn có lực sát thương cường đại. Từ trong hư không đột nhiên hiện ra vô số đạo tàn ảnh, tựa như ảo ảnh vậy. Tốc độ của bạch hổ này có thể so sánh với thuấn sát đại pháp, trong nháy mắt trước khi ma thủ chộp được hắn thì hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Phương Hàn cảm giác được có một lợi chảo mạnh mẽ đánh xuống đầu mình, nhất là móng vuốt của nó giống như một thanh phi kiếm, sắc bén, cứng rắn, ẩn chứa một loại khí tức đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ làm cho hắn có cảm giác giống như khi đối đầu với vô sinh kiếm đạo của Mạnh Thiểu Bạch. Tốc độ thật nhanh. Cũng may là Phương Hàn đã có kinh nghiệm đối phó với Mạnh Thiểu Bạch, hơn nữa đã sớm vận chuyển thần thông chuẩn bị, thân thể chớp động, huyết dạ vương phóng lên, đón đỡ lợi trảo của Bạch Hổ, cùng lúc đó, Già Thiên Ma thủ lại từ trong hư không hiện ra, chụp về phía Bạch Hổ đây là đấu pháp mà hắn đã bỏ rất nhiều tâm tư mới nghĩ ra để đối phó với mạnh thiểu bạch bạch hổ là do kim khí ngưng kết thành là một thánh vật có lực lượng vô cùng mạnh mẽ quả thật có thực lực ngang hàng với một đại tông sư về kiếm thuật lại đã từng giao thủ với mạnh thiểu bạch chắc hẳn cũng thấy được điểm mạnh điểm yếu của vô sinh kiếm đạo nên mô phỏng theo đấu pháp của phương hàn cũng rất tinh xảo quả nhiên giả thiên ma thủ như tùy ý đánh ra nhưng lại khéo léo chặn đường bạch hổ hai đầu đánh kẹp lại phương hàn cảm giác được bàn tay của mình dâng lên một cổ đau đớn kịch liệt mà bạch hổ bị ma thủ đánh trúng, toàn thân liền bốc cháy. Một luồng ma diễm thiêu đốt toàn thân màu bạch kim của hắn, làm cho thân thể hắn có xu hướng tan rã. Hắn vội vàng lao đi, phóng ra xa hơn 10 dặm, cả người phát ra kim quang mãnh liệt mới có thể áp chế được ma diễm này. Trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, tự hồ là khiếp sợ. Phương Hàn làm sao có thể đoán trước được quỹ tích di chuyển của hắn? Trong khoảnh khắc, Phương Hàn dùng thần niệm trao đổi với Diêm, Huyết Dạ Vương và Tinh Thiền, đồng thời mạnh mẽ phát động một luồng chân khí cường đại, nguyên khí tiên giới cuồn cuộn truyền vào trong ba kiện đạo khí, cung cấp cho bản thể của chúng pháp lực cường đại để vận chuyển đại trận. Ba kiện đạo khí liền bay ra ngoài, biến ảo vô định, bao vây bạch hổ. Vốn ba kiện đạo khí này đã có kinh nghiệm vây công quỷ đế, phối hợp vô cùng an ý, hơn nữa bản thể lại mạnh mẽ hơn nhiều so với người tu đạo bình thường. Đương nhiên, bản thể của bạch hổ cũng vô cùng cường đại, thậm chí còn chắc chắn hơn cả tuyệt phẩm bảo khí nữa, bản chất không kém gì ma đao huyết thương khùng, cho nên khi chiến đấu với người tu đạo thì chiếm được rất nhiều chỗ tốt nhưng khi bị ba kiện đạo khí vây công thì hắn biết là mình đã gặp nguy hiểm rồi. Xem ra ta đã xem thường ngươi. Toàn thân bạch hổ đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể màu bạch kim tự như sáp nến bị đốt chảy, biến hóa một hồi lại hóa thành một trang hán trung niên, vô cùng uy nghiêm, hai mắt bắn ra kiếm quang, phân biệt đánh tới ba kiện đạo khí. Đồng thời hắn lại vung tay lên, một mảng kiếm quang bay ra, bố trí thành một kiếm trận phức tạp, vây khốn ba kiện đạo khí. Đâu thể dễ dàng như vậy. Giả thiên ma thủ của Phương Hàn phóng ra, ma diễm phô thiên cái địa áp tới. Sau đó cả người hắn đột nhiên biến mất, hoàn toàn ẩn dấu ở trong ma diễm. Khoảng chừng hơn trăm thanh phi kiếm do Bạch Hổ phóng ra để bày kiếm trận đều bị ma thủ bày gãy. Bạch Hổ cũng hiểu ma thủ này vô cùng lợi hại, miệng mở lớn, phun ra một luồng nguyên khí bạch kim nồng đậm, xen xệt, lập loe ánh sáng giống như thủy ngân bắn ra ngăn cản ma thủ. Người muốn trốn. Đúng lúc này, thân thể của Phương Hàn đột nhiên quỷ bí hiện ra bên người Bạch Hổ, quang hoa ngũ sắc lập loè hiện ra, Thần Thông Ngũ Đế Đại Ma hợp lại tạo thành một cái đại phong ấn. Hắn dùng hết pháp lực toàn thân của mình vỗ mạnh lên người Bạch Hổ rồi sau đó nhanh chóng rút lui. Thần Thông Ngũ Đế Đại Ma tạo thành một vòng tuần hoàn, thoáng cái ngũ đế đại phong ấn đã bao trùm cả người Bạch Hổ. Bạch Hổ giống to, tựa hồ không thể khôi phục được thương tổn, nguyên khí màu bạch kim trên người tựa hồ bị một lực lượng cường đại hút lấy, toàn bộ đều bị phong ấn hấp thu. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.